Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh đấu bóng Văn Khánh của mình. Hôm qua đấy, ta tạm dừng những cái giải đấu lại và chúng ta đến với những cái giải đấu nhỏ hơn. Đấy, hôm qua mình có cho anh em một số trận của Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha. Rất là vui, tại vì hôm qua anh em ăn rất là rực rỡ. Đấy, trận của Real Betis thì mình có cho anh em đi cái tài hiệp 1, 1.25. Đấy, đi tài cả trận 3 và đi cho Real Betis được chấp hai trái. Thì chúng ta thua nửa cái mã tài hiệp 1. Này chúng ta ăn bù lại cái mã tài trận cũng như là Real Betis chấp 2. Đấy, tỷ số thì anh em có thể xem ở đây. Cho anh em xem 4-1. Còn rạng sáng hôm nay thì mình cũng đã cho anh em đi cái trận đấu giữa Athletic Club với lại Edison. Thì anh em nhìn cái kết quả thì biết rồi, mình cũng cho anh em đi những cái mã như kia. Đấy, đi cho cửa trên, đi tài cả trận và đi tài hiệp 1 thì trận này anh em ăn full anh em nhé. Quay trở lại trận Man City này thì mình nói rồi, mình nhận định cho Chelsea. Đấy, với cái mức chấp 1 đấy thì mình cũng đến lúc chốt thì mình cũng chốt cái mã kèo đấy, chấp 1. Thì thêm một vài cái kèo khác như kiểu là kèo tài góc hiệp 1 chúng ta cũng thua. Đấy, chúng ta hòa cái kèo Chelsea chấp 1, chúng ta thua cái mã tài góc hiệp 1. Nhưng mà chúng ta sẽ ăn được cái xỉu trận anh em nhé. Bù lại cho những trận kia nữa thì hôm qua chúng ta cũng có một cái chiến thắng rực rỡ. Thì rạng sáng ngày mai, đấy, La Liga sẽ quay trở lại. Chúng ta sẽ có những trận đấu giữa Elche gặp Celta Vigo sẽ diễn ra vào lúc 00:30. Thì cái trận đấu này khá là khó đoán anh em ạ. Nên mình sẽ không làm cái trận đấu này cho anh em. Còn nếu mà anh em vẫn muốn chơi cái trận đấu này thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với Khánh qua Zalo cũng như là qua Telegram để Khánh có thể hỗ trợ anh em những cái mã kèo của cái trận đấu này khi mà Khánh đã nắm được cái đội hình chính thức anh em nhé. Còn cái trận đấu Khánh sẽ làm cho anh em ngày hôm nay trong cái video này đó là trận đấu giữa Valencia gặp Cadiz anh em nhé. Thì ở trận đấu này thì em nên đi vào những mã kèo nào thì anh em cùng theo dõi cái video này của Khánh. Trận đấu này chắc chắn thì Valencia sẽ được đánh giá là cửa trên rồi, có thể họ sẽ đá với đội hình 4-3-3 anh em nhé. Còn Cadiz khi phải đến làm khách và gặp một đối thủ lớn hơn thì mình nghĩ đội hình 4-4-2 sẽ là phù hợp với họ. Anh em cứ theo dõi đây. Đá cao nhất trên hàng công của Valencia đang là ba con hàng. Bên phía cánh trái đang là số 16 Lino. Con hàng Lino này hiện tại cũng đang có cho mình được hai bàn thắng. Số điểm thì khá là cao, 6.94 anh em nhé, trận trước. Còn con hàng đặc biệt nhất đấy, đáng chú ý nhất bên phía của Valencia hiện tại đang là con hàng trẻ, Edison Cavani, con hàng số 7 anh em nhé. Hiện tại đang có cho mình được 5 bàn thắng trong cái mùa giải này rồi. Đang là con hàng ghi bàn hàng đầu của Valencia. Con hàng này có 4 trận là con hàng ghi bàn đầu tiên trong cái trận đấu đấy. Đấy, anh em theo dõi con hàng này. Bên phía cánh phải là số 9, Kluivert. Kluivert thì hiện tại cũng có cho mình được 2 bàn thắng rồi. Đấy, đang rất là đều nhau anh em nhé. Một con hàng nữa là con hàng Samu, thì hiện tại chưa có mặt, mình thấy chưa có mặt trên đội hình này. Đây cũng là một con hàng cực kỳ đáng chú ý anh em nhé. Đây mình sẽ cho anh em xem con hàng này. Đấy, con hàng tiền vệ trung tâm. Anh em thể thấy hoạt động cực kỳ gắt ở khu vực giữa sân, điều phối bóng, hoạt động bên phía nửa sân của đội bạn khá là nhiều. Đấy, có cho mình được một bàn thắng này. Thi đấu 13 trận. Anh em có thể xem. Thì đây cũng là một cái thiếu sót cho bên phía Valencia. Nhưng bù lại thì họ sẽ có một số con hàng. Đấy, khá là đáng chú ý ở đây. Anh em thể thấy số 6. Đấy, Guillamun. Guillamun thì hiện tại đang là con hàng kiến tạo số 1 của Valencia với 4 đường kiến tạo anh em nhé. Đấy, Gaia này cũng vậy. Gaia này đang có điểm số cực kỳ cao, cũng đã có cho mình được hai đường kiến tạo. Đấy, Musat cũng
cũng có cho mình hai đường kiến tạo. À, mình nghĩ là cái trận đấu này Valencia đang cho ra một cái đội hình mạnh nhất của mình rồi. Đấy, còn về bên phía Cadiz thì sao? Bên phía Cadiz thì đá cao nhất trên hàng công của họ sẽ là số 9, Lozano. Lozano này thì mình không biết là một con hàng chỉ có thu hút hậu vệ đối phương thôi hay là thế nào. Điểm số khá là thấp và cũng không có cái gì đáng nổi bật cả. Mình chưa, đây có Fernandez thôi. Đấy, Fernandez thì còn ok một chút. Alex Fernandez số 8. Fernandez thì hiện tại đang có cho mình được 2 bàn thắng. Đấy, thì đã được kéo về đá thấp hơn một chút rồi. Con hàng số 7 này thì Sobrino thì có cho mình được một vài đường kiến tạo thôi, không phải là một con hàng đáng chú ý. Đội hình đưa ra khá là yếu anh em ạ. Con hàng đáng chú ý nhất của họ có lẽ là con hàng thiếu này, Victor Chut này. Hiện tại thì đang đá cho, mình sẽ xem lại một chút, đá cho đội U21. Đấy, anh em chờ mình một chút. Đây, đá cho đội U21 Tây Ban Nha anh em nhé. Quốc tịch Tây Ban Nha. Chỉ là hậu vệ thôi, cánh trái, nhưng đá cực kỳ gắt anh em nhé. Đấy, cũng có cho mình được một bàn thắng rồi. Một con hàng trẻ khá là đáng chú ý. Về cái bảng xếp hạng thì hiện tại Valencia đang đứng thứ 10 với 19 điểm, dương 6 hiệu số. Còn Cadiz thì đang cầm nhìn đỏ, đấy, với 12 điểm và âm 17 hiệu số. Thì ở cái vòng 16 này, hai đội cầm nhau thì lại Cadiz lại đang có dấu hiệu là cầm hòa này, cầm hòa Valencia trên sân nhà này. Đây cũng cầm hòa Valencia cái trận gần nhất. Dù có một thẻ đỏ nhưng mà họ vẫn cầm hòa được Valencia trên sân nhà của Valencia. Mình sẽ xem thẻ đỏ phút thứ bao nhiêu. Phút thứ 90 cộng 5. Không ảnh hưởng quá nhiều đến trận đấu nhưng họ cũng đã cầm hòa được rồi. Được Valencia, trận đấu gần nhất đấy nhất anh em nhé. Mình sẽ xem có những con hàng quen thuộc không. Vẫn còn Gaia này. Ok, thì với những cái đây, mình sẽ cho anh em xem qua cái phong độ hiện tại của hai đội khi đến làm khách cũng như ở trên sân nhà. Valencia có 3 trận tiếp đón đối thủ trên sân nhà, thì họ có 2 trận thua. Thua Barcelona và thua Mallorca đều với tỷ số tối thiểu thôi anh em nhé. Và họ thắng Real Betis với tỷ số 3-0. Còn Cadiz trong 3 trận làm khách thì họ thua 2 và hòa 1. Cầm hòa được Getafe cũng được. Thua Real Madrid với tỷ số 2-0 và thua Rayo Vallecano với tỷ số 5-0. Hai thẻ đỏ, con hàng Cadiz này đá lắm thẻ đỏ lắm anh em ạ. Thì có thể chúng ta sẽ đi vào cái kèo thẻ. Chúng ta sẽ xem qua cái kèo trên trang anh em nhé. Thì hiện tại Valencia đang chấp 1, ăn 1.04 và đánh cho Cadiz thì anh em ăn 0.98. Tài xỉu trận này là 2.5 thôi. Đấy, ăn đều 0.95. Hiệp 1 thì lại chấp có 0.25. Đấy, tài xỉu hiệp 1 là 1. Trận đấu này mình nghĩ sẽ có nhiều bàn thắng. Mình sẽ xem qua cái kèo thẻ. Đây, thẻ Cadiz chỉ chấp 0.5 anh em ạ. Anh em nên đi thẻ Cadiz toàn trận. Ui, tài xỉu thẻ là 6.0 và 6.5. Và tài thẻ đang ăn rất là thấp anh em nhé. Anh em nên đi cái kèo Cadiz chấp thẻ thôi, không nên đi cái kèo tài xỉu thẻ này. Đấy, kể cả là hiệp 1 anh em cũng có thể đi một chút cho Cadiz ở cái kèo chấp 0.25 thẻ. Còn về tài xỉu trận cũng như là cược chấp thì mình vẫn đang có thiên hướng nghiêng về phía con hàng Valencia với mức chấp 1. Bên dưới còn có chấp 1.75 anh em ạ. Với cái mức chấp 1 này thì đi cho Valencia trận đấu này sẽ cực kỳ an toàn anh em nhé. Và mình đang hướng đến cái tài 2.5. Đấy, đang hướng đến một trận đấu nhiều bàn thắng và ít góc. Anh em có thể ghi cho mình cái tài 2.5 cũng như là cái xỉu góc 9.5. Xỉu góc 9.5 nhà cái cũng nhận định đây là một cái mã kèo
dễ xảy ra. Hiện tại chỉ ăn có 0.84 thôi anh em nhé. Hiệp 1 anh em cũng có thể đi nhẹ cho Valencia ở cái kèo chấp 0.25 này. Ok, thì có lẽ đấy là tất cả những cái mã kèo mà Khánh muốn đưa ra cho anh em tham khảo ở trong cái trận đấu này. Nếu anh em muốn nhận được những cái mã kèo của cái trận đấu giữa Enche gặp Celta Vigo thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với Khánh qua Zalo cũng như Tele. Hoặc anh em muốn nhận được những cái mã kèo chốt của Khánh ở cái trận đấu giữa Valencia gặp Cadiz này thì anh em cũng có thể liên hệ với Khánh. Đấy. Tiếp theo thì có lẽ là Khánh sẽ làm nốt cho anh em cái trận đấu khá là đáng chú ý giữa Villarreal gặp Real Madrid anh em nhé. Thì có lẽ là Khánh xin kết thúc cái video này đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.